Hello, xin chào anh em đã đến với kênh của mình nha. Rồi, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm cái video về nhiệm vụ ẩn nha. Đó, thì bây giờ đầu tiên á, mình sẽ làm về cái nhiệm vụ chuyện lạ nha. Cái chuyện lạ 2, chương 2 ha. Thì đầu tiên anh em mở bản đồ lên, anh em về Học viện Castle nha. Đây, Học viện Castle. Rồi, anh em lít vô bên đây này nè. Ngay cái vị trí nhỏ nhỏ này rồi đó, thì anh em chạy lại cái vị trí gần cái chỗ mấy gấp thú này. Rồi bây giờ anh em sẽ chạy tới cái tọa độ, tới cái nhà lớn lớn á. Tọa độ là bây giờ đến chạy tới cái cửa này luôn nha. Tọa độ là 215 214 470. Thì anh em thấy cái dòng á là có cái màn hình phía dưới nè, có ai bên ngoài không, cứu tôi với, tôi bị nhốt trong này, cứu đó. Thì anh em cứ chạy tới chạy lui đứng ngay cái cửa này cho mình, anh em đứng yên đó. Đó, đứng một hồi nha, chạy tới chạy lui ở đây rồi đứng yên ngay cửa này cho mình. Anh em sẽ bị sét đánh, khi anh em bị sét đánh á là anh em sẽ hiển thị ra cái này, thì là do cái này hôm bữa mình đục vô rồi nên đâm ra là nó không bị sét đánh nữa, nhưng mà em đứng đây nên em sẽ bị sét đánh. Thế đó, anh em đích vào cái cửa, anh em gõ cửa đó, tiếp tục gõ cửa đó, tìm chìa khóa hay tìm cách khác mở cửa nè. Rồi giờ cửa bị khóa đúng không, anh em sẽ mở bản đồ lên, anh em sẽ vào thư viện nha. Rồi, sau khi anh em chạy vào thư viện ở đây thì anh em sẽ chạy tới những cái chỗ kệ sách nè. Anh em thấy không? Nó có những cái kệ nè, Aranology, rồi Magic, rồi Seraphy ha, thì anh em chạy lại cái chỗ sách Magic nè, sách phép thuật nè. Đó, anh em lít vào đọc sách nha. Thì anh em sẽ đọc cái cuốn mà mở khóa hoa Aragon Raja nha. Anh em đọc cuốn này. Đó, anh em đọc ở trang sau. Rồi, bạn nhận được một kỹ thuật mở khóa hoa. Sau đó anh em đóng sách lại. Rồi sau khi anh em đọc sách xong á thì anh em mở bản đồ lên, anh em quay về cái học viện cách xeo nha. Đó, thì anh em phải chạy lại cái chỗ mà đổi mấy gấp thú á, cái góc phía dưới nè. Anh em cứ lít vậy đó, quay trở lại cái căn nhà hồi nãy mà mình có người bị nhốt bên trong á. Đó, anh em chạy lại cái căn nhà hồi nãy mà mình có người bị nhốt bên trong. Rồi, mình chạy lại đây. Thì mình sẽ thấy cái cuốn sách nó hiện lên nè, click vào để mình thử kỹ thuật mở khóa học được trong sách. Đó, thì nó sẽ mở, nó mở cái khóa cửa này. Rồi, sau khi mở xong mà thấy có một thằng chạy ra nè, nó đứng ngoài rồi. Trên đầu nó có dấu chấm than nè, nó là ban kỷ luật, ban chấp hành. Rồi mình nói chuyện với nó. Rồi nó sẽ hiện ra mấy thằng vô kỷ luật bắt nó. Xong xong rồi mình quay qua mình nói chuyện với thằng A Noia nè. Rồi nó chạy đi mất tiêu. Rồi sau khi thằng nó chạy đi á thì mình sẽ dí nó nha anh em, mình sẽ chạy theo nó. Thì anh em coi từng bước mình chạy nha, mình sẽ đi từ từ để cho anh em nhìn nha. Từ cái nhà đó mình chạy lên cái chỗ cầu thang đó, mình đi đến chỗ cầu thang này ha. Rồi mình xin phép mình lên xe mình lái luôn, mình đi lên chỗ cầu thang. Rồi từ từ đây. Ở đây anh em thấy cái góc ở chỗ này không? Đó, rồi anh em tiếp tục, anh em đi lên cầu thang như này. Ý, ý. Để mở bản đồ là mình chấm cho anh em. Đó, cầu thang đúng không? Nó sẽ nằm ở đây nè. Anh em thấy cái tòa nhà thờ đây không? Đó, anh em lít ra trước cổng nhà thờ đi. Đó, anh em lít vô chỗ trước cổng nhà thờ đi. Rồi. Đó,
Rồi, mình xuống đi bộ cho anh em. Đây. Thì trước cổng nhà thờ đây đúng không? Đó, bây giờ anh em ngó trước cổng nhà thờ phía bên trái nè. Em đi thẳng vô. Em đi thẳng góc cái hồng bên trái của nhà thờ. Đó. Rồi, anh em quẹo vô, anh em tiếp tục đi thẳng vào. Đó, anh em thấy có mấy cái máy tập thể dục ở đây không? Có cái bao tải tập thể dục ở đây không? Anh em tiếp tục chạy vô. Anh em chạy vô góc trong này. Đó, chạy thẳng vô. Thẳng vô nữa. Đó, cái thằng Anoa nó đứng ngay dưới gốc cây bự này nè. Đó, thì tọa độ ở đây là 227164. 227164 nha. Rồi, mình nói chuyện tiếp với nó. Đó, cái thằng này là cái thằng mà học sinh cá biệt nó bỏ chạy nè. Rồi, nó lại tiếp tục. Nó chạy đi. Rồi, thì sau khi nó chạy đi mình sẽ mở bản đồ lên. Mình quay trở lại thư viện nha anh em. Đó, mình chạy qua cái chỗ mà cái cuốn sách Magic, cái khu sách Magic mà có cái bục ngồi nè. Đó, có cái bục ngồi nha, có cái bục cầu thang ngồi nè. Đó, cái khu Magic này ha. Rồi, mình sẽ đọc cái cuốn là danh sách mất tích gặp nạn. Rồi, sau khi đọc cái cuốn sách xong á, anh em chạy qua chút xíu nè, dưới chân cái bục này anh em thấy không? Có một cái chiếu, cái đèn chiếu nhỏ nhỏ nè. Đó, anh em chạy lại, anh em lít vào, nhặt cái hộp nhạc ở dưới đất lên. Đó, thì trong cái hộp nhạc nó là cái hồi ức của những cái đứa bị mất tích đó. Rồi, sau khi cái hồi ức xong á, thì cái ông giáo sư, ông sẽ chạy tới gần mình, ông Manstay nè. Mình sẽ nói chuyện với ông. Rồi, sau khi nói chuyện với ông xong, ông sẽ cho 1000 vàng và ông chạy đi. Sau khi ông chạy đi, mình sẽ mở bản đồ lên, mình quay trở lại học viện Castle nha. Sau khi mình trở lại học viện Castle á, thì mình sẽ chạy lên trên cái khu cầu thang. Cái khu cầu thang này. Mình chạy lại có cái thằng phục vụ bàn. Rồi, khi mình chạy lại thằng phục vụ bàn nè, mình sẽ đợi nó nói chuyện. Mình chạy tới cái tọa độ là 204411. Chạy đúng cái tọa độ 204411 nha. Rồi. Đó, thì đợi khi mà trò chuyện này kết thúc. Đó, thì cái câu là ừ nếu Anoa thì sẽ là hồi ức của ai. Đó là câu kết thúc. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy lại. Mình lít vô thằng người phục vụ. Mình nói chuyện với nó. Rồi mình chạy lại trên ghế. Đó. Nó sẽ đem ra cho mình một cái món là món rượu nha. Đó, mình nhận một vật phẩm hết hạn nè. Đó, thì các bạn phải ngồi đúng cái ghế bên này. Nãy là mình ngồi ghế bên này, nó sẽ đem cho mình bít tết. Mình ngồi bên này, nó sẽ đem cho mình cái món rượu. Đó, mở ra nè. Các bạn sẽ thấy cái chai nước này nè. Là vật phẩm hết hạn ha. Rồi. Đó, thì bây giờ mình sẽ đi nói chuyện với thằng Anoa đó. Mà thằng Anoa đó giờ nó ở đâu? Rồi, mình sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn. Các bạn thấy cây cây
cầu thang ở đây không? Đó, rồi các bạn chạy lên đỉnh cầu thang nè. Chạy lên đỉnh cầu thang này. Rồi, trên đỉnh cầu thang nè, các bạn có thấy cái... Bạn chạy theo hướng này cho mình. Đây, thấy cái chỗ gốc cây bự không? Đó, có... các bạn cứ chạy thẳng hướng đó. Chạy thẳng qua. Đó, các bạn thấy cái lâu đài mà có cục tròn tròn không? Đó. Đây, cái lâu đài mà có cục tròn tròn đây. Đó. Đây, đó, cái thằng Anna nó đứng dưới đây nè. Đó, các bạn nói chuyện với nó. Đó, các bạn nhận được 1.000 vàng. Rồi, sau khi các bạn nói chuyện nó xong, ông giáo sư cũng sẽ xuất hiện, nói chuyện với ông giáo sư. Rồi, sau khi nói chuyện với ông giáo sư xong, các bạn sẽ thấy một cái chữ, cái hình tờ giấy lên. Cái cuốn sách đó, các bạn lít vào. Các bạn mở cái cảm nhận phong ấn lung linh ra. Đó, thì nó sẽ ra cái này. Và các bạn tiếp tục, các bạn ấn vô next qua trang thứ 4. Ha. Rồi, sau khi xong cái trang thứ 4 đó, các bạn tắt nó đi. Các bạn lại nói chuyện với thằng bạn nè. Rồi, sau khi nói chuyện thằng A chạy đi, các bạn sẽ nói chuyện với ông giáo sư tiếp. Đó. Rồi, sau khi nói chuyện với ông giáo sư xong thì các bạn mở bản đồ lên. Các bạn quay trở lại cái thư viện cho mình. Đó, khi các bạn quay trở lại thư viện, các bạn thấy thằng Anoa nó đứng ở trong thư viện. Các bạn chạy lại nói chuyện với nó. Rồi. Rồi thì mình sẽ nói là Lisa cũng thích cậu, mình sẽ chọn cái đó. Rồi sau đó mình sẽ là nhớ hẹn cực quen với Lisa chứ. Rồi nói với nó xong nó sẽ chạy đi. Rồi sau đó các bạn sẽ mở map lên. Các bạn sẽ đi tới cảng Serena Land. Đó. Thì khi bản đồ mở lên á, các bạn sẽ thấy cái tháp, cái này gọi là gì, ngọn hải đăng nè. Ngọn hải đăng ở đây nè. Rồi, nó sẽ đứng dưới chân của ngọn hải đăng. Các bạn lít vào cái chỗ, cái vị trí dưới chân của ngọn hải đăng. Đó, thì nó sẽ tự động nó chạy tới vị trí dưới chân của ngọn hải đăng ở dưới này. Là cái thằng sau khi các bạn chạy tới ngọn hải đăng nè, thằng Anoa nó đứng ở phía trên cái mỏm đá ở phía này. Để hoàn thành nhiệm vụ này á, thì anh em phải mở cái bản đồ lên. Anh em mở cái dự báo thời tiết 24 giờ thì cái thằng này nó sẽ xuất hiện vào cái thời điểm mà có cực quang. Anh em thấy cái góc nè, chỗ 16:30 tới 20 giờ nè, nó có cái cực quang nè. Thì khi vào thời điểm đó đó, mình chạy tới cái vị trí dưới cái gì, mình lại quên đây là gì ta, cái ngọn hải đăng, thì nó sẽ xuất hiện và mình nói chuyện với nó là mình sẽ hoàn thành cái nhiệm vụ nha các bạn. Rồi cuối cùng mình cũng đã đợi tới được cái thời điểm cực quang rồi. Các bạn ở cảng Serena nè, các bạn mở bản đồ lên và bạn thấy thời gian là cực quang nè, các bạn thấy không? Rồi bây giờ mình sẽ chạy lên trên phía trên nha. Đó, các bạn thấy không, mình ở cực quang thì mình sẽ thấy được cái thằng Anthony này. Nó đi bộ này dướng quá. Đó, có nghĩa là để làm cái nhiệm vụ này á, cuối cùng cũng phải đợi tới thời điểm cực quang. Và tới cảng Serena này mình sẽ nói chuyện được với thằng Anthony. Đó. Đây là một câu chuyện tình buồn. Có nghĩa là con nhỏ đó mất tích thì chắc là đã chết rồi. Thằng này thì nó chờ đợi con nhỏ đó điên cuồng, nói chung là chờ đợi mòn mỏi.
thanh niên trung tình đó. Xong bây giờ mình đã thực hiện xong câu chuyện hợp nhạc chương cuối ha các bạn ha. Thì đây là tất cả những cái thao tác mà mình cần để mình làm cái nhiệm vụ truyền lại, nhiệm vụ ẩn truyền lại nha. Đó. Rồi, mình sẽ nhận được danh hiệu là bảo vệ tinh tú nha các bạn. Đó. Thì video của mình hướng dẫn về nhiệm vụ tinh tú bảo vệ hợp nhạc đến đây là hết. Thì nếu mà các bạn thấy video hay và muốn mình làm thêm nhiều video nữa thì hãy để lại cho mình một like, một subscribe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.